Rất vui mừng chào đón quý cô bác anh chị và toàn thể các bạn đến với kênh Tổng hợp TV. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin gửi tới quý cô bác anh chị và toàn thể các bạn lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Tâm lý học, thích ở một mình là dấu hiệu của sự thông minh và người thực sự thông minh có 6 đặc điểm. Thưa quý vị, sống ở trên đời này, chúng ta phải thừa nhận rằng đối với tất cả mọi người trên đời này, sẽ luôn có một số người trời sinh ra đã thông minh, bất luận là trong học tập hay công việc, họ đều có thể giỏi hơn những người cùng trang lứa. Mọi thứ trong cuộc sống của họ không suôn sẻ, và vẫn còn một khoảng cách lớn giữa những người thông minh và những người không thông minh. Thứ nhất, IQ và EQ không thể có cả hai. Chúng ta thường nói rằng IQ và EQ không thể đạt được đồng thời. Bằng cách quan sát những người xung quanh chúng ta có thể thấy rằng những người rất thông minh về trí thông minh có thể không thể hiện tốt như vậy trong cách ứng xử với người khác. Nhưng một số người rất linh hoạt và trôi chảy trong giao tiếp giữa các cá nhân, nhưng họ cũng hơi kém về trí thông minh. Từ quan điểm khoa học mà nói, trên thực tế, chỉ số người thông minh của một người ít nhiều là bẩm sinh, tức là có người rất thông minh, rất có thể là bẩm sinh đã thông minh. Tuy nhiên, EQ không phải bẩm sinh, EQ sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, kinh nghiệm trưởng thành và thói quen sinh hoạt thông thường của một người. Thứ hai, có rất ít người vừa có chỉ số cao. Trong chúng ta sẽ luôn có một hoặc hai người rất thông minh, chỉ số EQ của họ cao hơn những người bình thường xung quanh, nhưng họ mặc dù có thông minh xuất chúng, nhưng chưa bao giờ phóng đại đặc điểm này phô trương sự vượt trội của mình trước mặt người khác về trí thông minh. Họ đều là người ít nói, họ chỉ đặt tâm trí vào những điều đáng học hỏi, và họ ít khi bày tỏ những suy nghĩ thực sự bên trong của mình trước mọi người. Tất nhiên, những người thông minh như vậy rất hiếm trên thế giới này. Đối với hầu hết chúng ta, họ chỉ là những người bình thường, những người có trí tuệ cảm xúc lại càng hiếm. Khi chỉ số EQ và IQ của một người đặc biệt cao, họ sẽ thể hiện xuất sắc cả trong lĩnh vực chuyên môn lẫn giao tiếp giữa các cá nhân với nhau. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, họ sẽ không bồn chồn như những người khác. Càng ở trong môi trường nguy hiểm, khó khăn thì ưu điểm của họ càng được bộc lộ. Trên thực tế, những người thực sự thông minh, các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng họ đều có đặc điểm chung sau đây. Thứ ba, người thông minh có 6 đặc điểm sau. Thứ nhất, đặc điểm đầu tiên là duy trì hứng thú học tập. Có câu nói, sự quan tâm là người thầy tốt nhất của chúng ta. Khi chúng ta quan tâm đến điều gì đó, chúng ta sẽ có động lực để tiếp tục học tập. Người thực sự thông minh sẽ luôn duy trì được hứng thú, nhiệt tình học tập, đồng thời khát khao trí thức của họ cũng rất mạnh mẽ. Khi gặp những điều mình không giỏi hoặc chưa quen, họ cũng sẽ tìm ra. Đương nhiên, cái học được chưa chắc đã là kiến thức. Trong đời người có rất nhiều thứ cần phải học, đến tuổi học hành người ta mới học được. Một người muốn thực sự có tiến bộ thì phải kiên trì học tập, học những điều thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, học thái độ và kỹ năng đối nhân xử thế, học cách thực hiện lý tưởng của mình, học cách quyết tâm đấu tranh khi gặp khó khăn rắc rối. Thứ hai là tôi đặc biệt thích một mình. Và bằng cách quan sát một số người có năng lực hơn trong cuộc sống, chúng tôi biết rằng họ thường thích ở một mình và tính cách của họ cũng tương đối hướng nội. Mặc dù họ có vẻ rất cô đơn, nhưng họ thực sự thích kiểu cô đơn này hơn. Bởi vì khoảng thời gian ở một mình có thể cho họ đủ thời gian và không gian để tự suy ngẫm. Đây là điều mà nhiều người bình thường không làm được. Thứ ba là anh ấy biết lắng nghe, nhưng anh ấy thường ít nói. Những người thực sự thông minh giỏi lắng nghe ý kiến của người khác hơn, nhưng suy nghĩ bên trong của họ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài quá nhiều, và hầu hết những điều có thể nói ra từ miệng họ đều được suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận. Đối với con người chúng ta, nói năng là một kiến thức rất sâu rộng, nhiều rắc rối trong cuộc sống đều được thể hiện qua lời nói.
Họ biết rất rõ sự thật này nên rất thận trọng khi phát ngôn. Thứ tư, không ngừng đặt câu hỏi. Biết rằng đặt câu hỏi là một điều rất dũng cảm. Người thông minh vì luôn duy trì một loại tò mò và khao khát hiểu biết về thế giới bên ngoài nên cũng khiến họ giữ được sự nghi ngờ về nhiều thứ. Nghi ngờ là một điều tốt bởi vì nó có thể khơi dậy suy nghĩ của mọi người và họ không để suy nghĩ của mình chạy theo đại chúng và duy trì những ý kiến độc lập của riêng mình. Thứ năm, thương thân mạng. Đối với bất kỳ ai trong chúng ta, cuộc sống đều quý giá. Ai không trân trọng cuộc sống là kẻ ngu ngốc. Nhưng không phải ai cũng có thể yêu cuộc sống. Người thông minh có thể tìm thấy được trong cuộc sống bình thường ý nghĩa độc đáo để cuộc sống của họ viên mãn hơn. Trên đây là 5 đặc điểm của người thực sự thông minh. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích, quý vị hoan hỷ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý vị, anh chị và các bạn có ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn.